Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Bài trích Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi đi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilea, và người không muốn cho ai biết. Vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng, con người sẽ bị nộp vào tay người ta, và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu những lời đó, và sợ nên không dám hỏi người. Và các ngài tới thành Capharnaum, khi đã vào nhà, người hỏi các ông, này, dọc đàng, anh em tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông đã tranh luận, xem ai sẽ là người lớn nhất. Bây giờ người ngồi xuống, gọi 12 ông lại, bảo các ông rằng, ai muốn làm lớn nhất, hãy tự mình làm chót hết, và làm đầy tớ của mọi người. Rồi người đem một em bé lại, đặt giữa các ông, người ôm nó và nói với các ông rằng, ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy. Và hãy ai đón tiếp thầy, thực ra không phải đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. My dear friends, sometimes we are just plain too grown up. Certainly, we all need to mature in this world. Yet, at the same time, Jesus exhorts us to become more childlike. In today's reading, for instance, Jesus speaks of the blessings of receiving a child in his name. In other parts of the gospel, he speaks of becoming like a little children. Evidently, not only do children learn to be good Christians by our example, but we too can learn a lot from them by watching little children, by watching their simplicity, their honesty, and their innocence. At the beginning of this passage of the gospel, the apostles were discussing among themselves who among them was the greatest. Rather than acting childlike and innocent, they were self-seeking and childish, or playing a spiritual version of King of the Hill. They want to be the top, the VIP. The root of the apostles' action was pride. And the cure of all ways was humility. And Jesus showed the way to that humility by stating, if anyone wishes to be first, he shall be the last of all, and be the servant of all. The goal of the Christian life is not to seek the superior place, the higher place among the prestigious, but to treasure the lowest place among the poor, the lowly, and the sick. It's not a call to greatness, but to goodness, a summons to wash the feet of others in our concern and compassion for them. And you know, in Biblical Greek, the word for servant is diakonos, a word that is at the root of our English word deacon. In the New Testament, this word has different layers of meaning.
from waiting at table to preaching the gospel, from servant, serving, and serving to loving. Whatever the situation, Jesus often spoke of serving other people and linked this service to the love of God. He taught that whenever we serve other people, we are really serving Him, Jesus. Over and over again, Jesus stressed service over authority to the degree that in His eyes, anyone who had any authority in the church, in any organization, had to be a servant, not a ruler. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cái bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe những điều ngược lại với ước mơ của mình. Hãy nhìn lại, Chúa nói những lời này sau khi đã ở với các ông khá lâu. Mà các ông từ lâu đi theo Chúa, nhưng các ông vẫn tin Ngài là đấng được Thiên Chúa gửi đến để giải thoát dân tộc Israel một cách chính trị và quân sự khỏi ách thống trị của La Mã. Vì thế, các ông vẫn thường cân nhắc với nhau để nhìn lại coi ai xứng đáng được chức vụ cao hơn và cao nhất trong cái vương quốc mà Chúa sắp thành lập. Thừa lúc bắt gặp các môn đệ bàn cãi về vấn đề đó, về chức quyền, về danh vọng, Chúa hỏi các ông, dọc đường, anh em tranh luận gì với nhau? Các ông xấu hổ, không dám trả lời. Cho nên, rõ ràng ngay lúc đó, Chúa lại nói, ai muốn làm lớn nhất, hãy làm bé nhất. Hãy tự làm người đầy tớ của các người khác. Chắc chắn các ông ngạc nhiên, vì cái điều đó khó chấp nhận quá. Lời thầy xa hẳn với những điều mà các ông tưởng tượng và mong muốn. Chúa Giê-xu vạch cho các ông thấy con đường đơn sơ, khiêm nhường, phục vụ của một người có thẩm quyền hướng dẫn người khác. Để giải thích điều này, Chúa đồng hóa chính Chúa với một em nhỏ. Tại sao tôi dám nói chính Chúa? Chúng ta sẽ nghe. Chúa nói ai đón nhận một trong những em nhỏ như thế này vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy. Thưa quý ông bà, nên nhớ cái văn hóa và phong tục người Do Thái lúc đó thì có ba hạng người không được tính, không được đếm. Thứ nhất, trẻ con. Thứ hai, phụ nữ. Thứ ba, tệ nhất là các quá phụ. Đếm đám đông, không ai đếm ba hạng người đó. Cho nên nhớ trong phép lạ hóa bánh ra nhiều, người ta nói số người là đàn ông nó là 5.000, mà không có phụ nữ và trẻ con, luôn luôn là đông hơn. Cho nên các em ở trong xã hội đó, ở bậc thang thấp nhất, nó ngược với cái xứ Úc mình đang sống. Tôi không biết mấy xứ văn minh khác làm sao, Úc và Mỹ chắc giống nhau, là lady first, rồi tới children next, rồi tới dog and cat, rồi cuối cùng mới tới đàn ông. Nó hẩm hiu thật. Còn bên Do Thái thì ngược lại, đàn ông đứng đầu. Lời Chúa đi ngược hẳn lại với những ước mơ của mình. Bởi vì sao? Xét lại trong mỗi gia đình, danh vọng là cái khuynh hướng tự nhiên gắn liền với bản tính mỗi người. Tôi nói mỗi người, hãy nghe những bậc phụ huynh khuyên con. Thật ra chính họ đang kỳ vọng, con ơi, phải lo chăm học vì tương lai của con. Tương lai gì? Quý vị có nghe không? Con chịu khó học hôm nay, mai này con sẽ được ăn trắng mặt trên. Ăn trắng và mặt trên có nghĩa là được sống sang trọng, áo quần lụa là và phú quý. Rồi còn nghe tiếp, nhất là con sẽ được ăn trên ngồi. Ngồi gì? Ngồi trước hả? Sai, ngồi tróc. Đúng chữ văn chương, ai nói ăn trên ngồi trước là sai. Ăn trên ngồi tróc, tróc có nghĩa là cái đỉnh, cái đầu.
ăn trên người khác và ngồi trên đầu người khác. Rồi cũng có người nói ráng học để sau này làm ông chủ bà chủ, tức là làm giám đốc, làm chủ tịch ấy. Chủ là đầu, tịch là chiếc chiếu, là khi người ta mời ngồi ăn, ngày xưa trải chiếu ngồi thì mình ngồi ngay đầu chiếu, sát cái bàn thờ đó, nơi đó là cao nhất, gọi là chủ tịch. Tịch là chiếc chiếu, đừng có lộn với chữ tịch là chết queo. Cho nên ăn trên ngồi trốc có nghĩa là muốn cho con mình, đó là giấc mơ của mình luôn, có quyền thế, thuộc tầng lớp thống trị. Không ai trách, nhưng mà cái đó đi vào trong tôn giáo. Kể từ ngày bước chân đến trường cho đến khi lao mình vào hoạt động, ta không ngừng tranh đua với đời. Đúng chứ không sai. Ta tận dụng mọi khả năng để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho bản thân, cho gia đình, cho những người thân yêu. Đúng. Ta gắng sức để đạt mục tiêu mà mình đã đề ra. Đó là lẽ thường, đâu ai trách mình. Không có gì đáng trách, không có gì đáng chê. Thế nhưng giữa chợ đời bon chen, cái quy luật mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, thúc đẩy mọi người tranh thủ quyền lợi. Bởi vì có quyền thì sẽ có tiếng nói nặng ký hơn, để được ưu thế hơn. Cho nên xô đẩy nhau để ngồi chỗ tốt nhất. Không ai muốn thua thiệt hay bị đẩy lui vào trong bóng tối. Không ai. Ai cũng muốn dành cho mình phần ánh sáng để được gọi là gì? Nở mày, nở mặt. Tôi không đọc theo bác Nho là lỡ mày, lỡ mặt nha. Khi chưa được ơn Thánh Thần hướng dẫn, các tông đồ đã kỳ vọng và ước mơ giống như vậy. Thưa không, Chúa Giê-xu đi con đường khác hẳn. Ai cũng biết, tôi không dám nói dài. Hãy làm người đầy tớ. Hãy nhìn người mẹ, người cha trong gia đình. Hai người đó là đầy tớ. Thức hôm thức khuya với con. Không bao giờ nề hà nếu như các vị ấy có lòng yêu con thật hơn yêu chính mình. Cho nên, hãy bắt chước gương mẹ Teresa Calcutta, bà Thánh, một tấm gương khiêm nhượng, được tất cả toàn dân Ấn Độ cung kính như là một vị Phật sống. Một cụ già người Ấn Độ nghèo thuộc tầng lớp untouchable, trước khi chết, được các nữ tu chăm sóc. Người đó đã nói, cả đời tôi lang thang, sống như một con chó. Nhưng ít nhất bây giờ, sắp chết, tôi được chết như một con người. Với tình thương và lòng quảng đại, với sự khiêm nhường phục vụ, mẹ Teresa và các nữ tu đã khôi phục lại phẩm giá con người. Mà phẩm giá con người là kho tàng quý báu nhất. Mẹ đã thực hành cách khiêm tốn lời Chúa nhắn nhủ. Ta bảo thật với anh em, mỗi lần anh em làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất là anh em đã làm cho chính tôi. Chúng ta trở về với đời sống gia đình. Tôi tin rằng những bậc phụ huynh có tình yêu chân thật, vợ chồng yêu thương nhau, cha mẹ yêu thương con, họ đều trở thành những người rốt hết trong gia đình, là những người đầy tớ trong gia đình. Đây là câu chuyện cười cho vui. Sau 1975, hai vợ chồng nọ chạy và di tản sang Mỹ. Họ sinh được cậu con trai ở Việt Nam rồi mang đi. Gia đình sống rất đạo đức. Sau 30 năm, người con trai trở thành linh mục. Thì vị linh mục này rất thông thạo tiếng Anh và vẫn nói được tiếng Việt như một số các trưởng. Nhưng tiếng Việt là những câu thông thường, còn những câu mà ví dụ như ăn trên ngồi trốc rồi đó thì là nguy hiểm lắm. Đó. Rồi nhiều năm sau, có rất nhiều người tị nạn, đợt 2, đợt 3 đến định cư. Dĩ nhiên những người tới sau
rất thông thạo tiếng Việt, mà tiếng Anh thì cũng bập bẹ thôi như mình đây. Một hôm, linh mục trẻ về thăm ông bà cố. Dĩ nhiên họ vui vẻ nói chuyện với nhau. Trong đó có một câu chuyện cha kể là sao mà các bà đi xưng những gì không phải là tội, cho nên con không có bảo họ làm việc đền tội gì hết á. Và con cười nữa. Ông bà cố mới hỏi tội gì vậy con? Dạ thưa, có một vài bà vào xưng tội nói thưa cha, con có đi ăn vụng 2 lần. Ông bà cố nổi cả da gà lên. Rồi con nói sao? Ở trong chủng viện con cũng từng ăn vụng. Chết cha rồi. Ông bà cố mới nói này này, lần sau mà nghe thế thì phải biết đó là adultery, là tội ngoại tình nhé. Cha mới nói chết cha, vậy con chẳng khuyên, chẳng tha luôn, và chẳng cho việc đền tội nữa. Cho nên ai vào trong đó mà nói ăn vụng thì tôi hiểu, không biết cha Sơn có hiểu không. Nói chơi cho cha Sơn rành tiếng Việt lắm. Mời cộng đoàn cùng đứng.